21 tuổi, từ Trần vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 11 tháng 5 năm Tân Sửu. Nay con xin Đức Phật Di Đà với mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, với Phật mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, giúp cho ông Mai Văn Chí được học chốn mê đồ bản sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Ngũ Niên Ngũ Ba Thầm Danh Nhận Hiệu Đại Từ Đại Bi Trí Chẳng Công Linh A Di Đà Phật. Đi con. Để đây là để cho ba ăn. Đúng rồi, mới nấu hồi nãy à? Ngon, chào em ăn sợ thiếu, không bắt em. Ừ, đúng rồi. Xương bữa về nhà. Cái lóc khô khô không mọi người. Đấy, đó, đi đũa này con. Đấy, lúc mà đụng, phải đụng còn tội nữa. Đụng kèm hai tội nữa. Tại vì á là ở dưới chợ không rồi góp người vài trăm năm mươi chục đó. Nghe nói mà chuyển góp ba đi Cần Thơ mẫu phải không? Ừ. Là đâu có tiền đâu. Gom góp mấy bạn dưới chợ á. Người là 50, 70, 100, 200. Đó, cả chục triệu. Đó hả? Chục mấy triệu vậy. Cần bán chuyện mấy đồng túi tiền trả hay gì hả? Mẫu à? Không gì hai mẫu. Ở không anh hả chị hai? Dạ, hai mang gặp. Hai mang tư rồi. Chấm này nè, cháy kho kẹo. Mẹ ơi, mà ăn rồi. Con Dũng ơi. Ba ăn không đẩy rồi. Cũng ạ. Nhưng mà cái này thì mới rồi hôm nay. Để không anh. Ổng bằng chưa? Cái lúc đồng chị. Thôi, để cho tụi nó ăn đi. Ông nội đâu? Ông ngoại với mẹ ông ngoại ngủ rồi. Mà ông ngoại có ăn chưa? Dạ chưa. Ông ngoại chưa ăn ngoại coi. Ăn mắm ớt hả? Cho nó chén không ớt. Không có ớt hả? Hết chờ ớt hả? Lúc bị mua. Thôi mua làm chi nữa. Có ăn ở đâu mua? Ông ngoại. Thế nãy con đi chợ mà quên tôi không mua. Đúng rồi. Giờ mình nhớ để xong đi mua đi cho. Cũng là người mua dừa gì còn có tô không? Đây rửa chén. Dạ con những ba nó đụng tay. Con thêm mua về. Anh nó làm cái gì rồi? Ta những ba mà đụng. Con những ba đụng. Mày để xuống đụng luôn. Không, mười cái rồi. Con trai đó 2 tuổi. Con chấm bé thu quá. Ở thương. Ở thương á, nhờ. Ở thương nó vừa thu nhỏ. Thu nhỏ quá, con có gì nhỏ nữa. Con trẻ có nhỏ rồi, nó bầy á. Nó hùng kiếm kéo. Nó ở chấm là ba chọc con, ăn chuối chọc vậy thôi, còn chưa. Nó nghe nói gì đâu hả? 7 năm nữa. Còn đi học mà cứ vậy. Chưa chạy hiếu. Chưa chạy hiếu cho cha mà cứ chạy. Nó biết được kìa. Lần Nhật mong chị Hai quá lấy chồng hả? Nó chồng mà Nhật khổ gì. Ai lo. Có khổ quá trời, nó còn mừng nó gì. À mời anh bà ơi. À, anh có mấy bánh không? Bắn gì? Bắn à, khoan á. Bắn khoan á, nữa anh bắn anh dán mẹ quăng à. Ờ, bắn nó treo mẹ quăng âm lên, đừng để vậy. Không vừa vô được. Nữa anh cầm dùm ha. Cái mua cái móc nào á, giờ cái phần con như ba bắn cho con. Đâu. Cái để con đi gom móc cho cái phần á. Cái gì? Bát. Ổ khóa cái đồ móc phần á. Cái gì là bát? Cái bát á. Mua. Dạ. Nói gì dùm ba mua đi rồi con. Nhà bao nhiêu người đông vui nha, đố ai vô ăn tiếp được. Ủa đây là ai? Đây là gì của con? Đây là dòng họ dưới bên nội con. Ủa dòng họ? Dạ. Ồ, con. Hả? Các bên nhận. Thế hả? Các con cái nhà tới. Thế hả? Mẹ ơi, giờ bà vợ làm bà chị con mà người thứ 6, còn bà nội của con này con người thứ 7 nè. Thế hả?
Đây, bà con cùng cậu ha. Bà con cùng cậu. Ê, cậu bây là ăn thay cậu nè. Có hả? Chắc ăn. Cậu bây á. Thế ăn gì muốn nước không kịp không chạy, ăn nước canh không chạy. Canh rồi một hai màu. Nước canh không? Ngoài lại mất đó, ăn đấy. Nước gì nữa? Canh hả? Nước canh không? Còn đây phải lắm rồi. Chị hai đó không quá. Trời ơi, con tại nóc nhưng mà đâu có niềm đâu. Không. Nhà đông, đúng là nhà đông con nha, cái gì cũng ngon. Dạ, nhiều cũng hết. Dạ, đúng rồi. Nhà đông con thì là đó là cái ăn hết à. Dạ. Nó cũng không ngon mà đông bà con cũng hết. Ừ. Thì không ngon giờ cũng hết nữa. Đâu cần phải ngon. Sao mất bên kia được. Đây mất. Nó còn nhiều mà. Mọi bữa thì hồi nãy cá nhóc chờ nhưng mà đi rồi cũng chết mà cũng có hồi nãy quay cho anh coi cái mâm cơm anh nói trời ơi thèm quá, trời ơi thèm quá. Hay hay đó ha, có nha chiên ra thiệt nè, mà là tới cái lúc rồi là cái không có thiệt được nữa. Nhà sát xanh gì đó đủ rồi, kiếm nữa có không, bây giờ là ra chợ á, ra chợ ăn toàn là cá người ta mần sẵn á. Ừ. Mua chứ không có mua cá mắc cỡ là cài ra chỗ khác rồi. Nhập xong rồi, nhập tốt rồi gì? Mắc cỡ là dữ hơn nữa. Hai chị tí đứng đắn đàng hoàng con. Đó, đó. Lúc lắc như vậy mới vô. Con giả các bà ấy cho em. Uống cái tính của tí lại. Dạ, nè. Đậy nó lại, cộng việc lắm. Ghệ miếng lại gì, cái lỗ mũi chưa sạch nó còn ghệ gọt. Ở trong lớp thì bạn này kêu cừ cừ tỉ hỉ thôi, không có gì đâu. Phải không? Nên tí nó ượng cái chắc chạy quá. Cơm này mới nấu đó, chứ không phải cơm quậy nha. Không, con cũng ngủ. Cơm mới nấu. Đó, nãy chơi theo ạ. Nó chết đá vợ em á. Mày cũng dẫn hoài luôn đó. Nhớ hồi xưa, nó còn nhỏ téo lắm luôn. Nó tròn ha. Tròn mà tròn ủi ủi luôn á. Không theo lộ biết đâu. Đi vậy nè, chạy vậy nè. Lắc mà. Nó chạy khi nào mà chạy thẳng người đâu. Tí lúc nó quá lắc ngay lắc. Con lắc cười đó bụng luôn. Nhưng người dọn hàng ra cái là thấy anh ta đứng trước cửa thập thò. Nên thập thò đang mở hàng sáng đi. Sương đi kiếm. Sương đi kiếm em. Sương đi kiếm chiêu gì à? Sương đi kiếm. Bán quần nữa chưa? Trời ơi, chết luôn rồi. Không biết gì đâu. Tiêu rồi. Nước mới có 2-3 tủ gì. Rồi, anh này tới có vợ rồi, tiêu rồi. Ở đây vòng ta nghe hết rồi. Sương cười đá bộ quân. Giờ hết nhận ra nhập luôn, lúc nhỏ nó dễ thương lắm, dữ lắm luôn. Còn con à? Lúc nhỏ nó quầy, hay chạy? Ừ, nó chạy cái thứ nó cứ vậy. Trời ơi. Trời đau luôn. Lúc nhỏ nó dễ thương mà, giờ nó thương không dễ. Đây. Mày đứa nào có chồng trước bay. Đứa là phải thương rồi. Lan. Không biết. Nào thương mới Lan hả? Con đi được Lan là mấy rồi. Lan là mấy rồi. Lan thì có trước. Mà chị thương rồi. Có sớm chi à? Có sớm là khổ Lan. Khổ gì? Có chừng 30 tuổi hả? 30 ba mấy hả? Gái 25 tuổi. Phải không ạ? 30 ba mấy để cho người ta. Già luôn. Ba mấy là nó quá rồi. Đâu cần tới ba mấy, chừng vài năm nữa được rồi, 25 tuổi chắc anh. Là 24, 25 là ok à. Ok, rồi đó là chắc anh rồi. Okay. Giờ tí là phải ăn phải đầu rồi, không ăn đầu tí. Đâu quá? Đầu nè. Đầu phải ăn đầu đó. Đầu đuôi nè, nhát vậy. Hai chọn em ăn cá, không có anh nào ăn đầu. Nè. À. Không ăn, không ăn luôn anh đi. Thu cũng đâu ăn đầu. Đầu xương hết rồi. Con em ăn đầu. Tí em đầu. Không
đi đâu rồi? Ngủ. Đó mình về mình bắt mình. Không. Đó. Dữ rồi. Tôi ăn hết mình rồi. Giờ ghé em đứng lấy cái máy phèn. Tôi đi làm. Mời tôi lọt đó. Ừ. Mình cắn luôn. Thái đậu dưới tức. Nồi này còn nè. Không cắt ra bảy chén luôn không vậy? Bị chân thu nữa, hộ gái đó. Nhìn chuối. Bây giờ nhìn chuối là nhìn đám nó chịch cái nhìn chuối làm ai biết nén nó chết. Nhìn chuối là không có ngon. Nó đâu có bằng như là nhưng ngọt đâu. Nhưng ngọt như vừa đó. Hả? Ừ. Nó gọi còn ăn cuối giờ hết hết giống giới. Thường lớn đẹp gái vô. Tướng nó cao. Tiện thu rồi nữa đẹp gái đó. Ngộ ừ. Ngon cái đứa này luôn. Thu nó nhiệt tiền nha thôi. Thu nó có mập, tướng đá vừa này nè. Tướng mình dây sao vậy? Tôi còn chị hai nè, tôi để con đứa rồi không thấy, xề. Cá hả? Nó không biết. Chưa. Tứ xài lắm ngon. À, chứ xài nữa đâu kìa, gọt chứ xài luôn đi con. Trong tủ lạnh có hai cái xài đó. Không ăn nữa, mẹ vét hết cơm lại cho con à. Tí. Không mà. Hiểu này hiểu tốt không đó. Nếu mà trong tháng ấy mà nó có trục trặc thì đổi cái mới. Còn ba tháng ấy là nó có hư thì người ta bảo hành cho mình. Quạt này của điện máy xanh nó bán nó uy tín chứ nó bán vừa thôi là nó đẹp tiệm đó đấy. Heo. Để cho chó ăn vô hai tô canh chua thì hai tô. Tuyệt vời. Ăn nè. Ô,
này Phương vô. Thấy Phương có biết nè gì dỗ này cũng đó đó. Có ai ăn đâu. Dỗ này cũng đó. Có ăn đâu tí. Đó à, thu ra cái đũa đi thu, thu gấp này vô, gấp này dục đi luôn. Ừ. Rồi, ừ. Lát nữa thành lâu thôi. Ngoài rồi gì bánh đường hết rồi. Dạ. Chắc ngủ. Mời đại gia mình à, đình mình ăn ổi nè. Thu mấy xương ăn cho chó ăn nữa kìa. Chó đeo nó mưa không? Dạ. Tại hai chồng em làm bắt kiếm đây nè. Cái đó đó. Thế à? Tại khu hồ. Ôi, là hai vợ chồng anh ba thợ hồ là ăn cơm chung với gia đình kết thu luôn là hôm nay. Đang mệt nằm nghỉ tại lao chút xíu lại dậy đi làm tiếp nè. Mấy giờ làm mình lại vô làm? Giờ. Một giờ. Nghỉ chút mình làm. Nghỉ chút xíu. Không làm làm à. Nhưng mà cũng phải làm cho ấy nha. Làm đây là Minh Tân đang lau bàn. Mấy đứa ăn xong cũng phòng hết rồi. Nhà tắm 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 rồi mới người ta chắc là bù tiền vô. Làm gì giữa hả? Vậy. Bữa nay nó 6 ngày. Nay rồi. Nó 6 ngày. Nghỉ hết mấy ngày rồi. Không có làm, tính cái thằng làm á. Mình tính cái ngày làm. Nhà tắm bự. Nó đào cái xây lên đây xây 20 nữa mà. Xây chứ 2 ngày, đào ngày là 3 ngày. Bữa nay em làm mà bữa nay nó là 3 ngày nữa nè, 4 ngày. 3 ngày. Ngồi chút đây cho tiêu đi. Cho nó qua mề đi mắt con mi. Rồi lưng qua giỏng. Ông Tết cắt cái gạch nhưng đậu ăn như chuối. Hết hết hàng. Hết cái bọ kìa. Đậu với như cho như nọ. Qua anh mặn nổ đây, bà kêu bà cho, bà đem tới nhà bà cho. Nó đi đắng nè. Bà đem vô tới nhà. Mình hút được 50 đô nó cũng chứ hết 50 nó cũng 100 đô 2 triệu mấy rồi. Em 50 đô mà em nói 500 đô không biết xài tiền đô mẹ vậy. Triệu mốt 50. 100 đô là 2 triệu 3 đó. Rồi ngoài rồi xong có 2 triệu 200. Ở trong hàng không tới đâu vậy còn có 2 triệu 200. 2 triệu 200 mấy chục ngàn hả? 90. 80 hả? 80 hả? 8 mấy hả? Ở ngoài đổi thì 2 triệu 3, 2 triệu 3 20. Có chỗ 2 triệu 3 30 tùy tiệm như là dịch bạn đâu dám đi đến đó. Nó ép mình tới nhiều mình đổi tới đó hả? Bởi kỳ là ngân ba em mà mắng ra mà biết anh Tăng này sớm đăng lên đâu biết ai dốt chị đâu biết đăng lên đâu không có biết rồi bà kia bà nó chết rồi 3 ngày chôn mà bà có đúng đền tiền hòm gương vậy chứ cái bắt đầu cái ông Dượng em trên phố chị em làm đơn mướn là báo thương mới chịu đền mướn hết 10 triệu còn 10 triệu làm đó mua hòm đồ đủ à vô đó à nhà báo anh hết 10 triệu đó à rồi ừ. Mình đòi thưa đó ừ. Bà nói mà khoe này dốt mà biết mẹ gì thì dễ nghèo dốt nhất mà... cái đó bà nói ha bà không có lương tâm bà xe gì đó bà sinh đó chị chịu tiền hòm đưa cái rồi ta đâu có làm khó làm dễ gì đâu mà. Em chứ không phải bà. Em của bà sáu sinh. Em vợ sáu sinh. Đó chứ không phải bà mình nói bà. Cái không? Ông chở ấu ở trên cầu Tân Lợi nè, trên cầu Đức Sung nè. Cái xe cám chết quá trời à. Bạn ông này cũng bị cám chết à. Hả? Ừ, nó chết trên đó hả? Chết nhiều lắm chỗ đó. Làm đám rồi bắt đầu cái đâu cả tháng trời mới đi thương. Đem qua. Tại vì mình thấy mình chôn cắt rồi thôi, mình không cái có làm. Cái này ấy đó là qua đem qua đựng chịu. Cũng là ta mới hỏi chứ mấy gì đến mấy người lớn hỏi chứ tiền này tiền gì nó tiền là tiền nhang nhang đèn thôi cuối cùng ra ngoài tòa thì nói tiền đó là tiền bồi thường đó chịu à
Khăn đó. Mà Hương chịu vừa lắm vậy. Đủ tiền khăn đi không? Đủ con gà. Cái màn người ta thu con gà nữa. Ừ, thu con gà đó. Phải không? Thu con gà dịch đó. Lại. Rồi ông giữ vợ. Ôi chị nói nhà chị khúc nào? Ngã năm. Tân ngã năm thành. Thì chăng ngã năm luôn hả? Ừ. Một bé Thu với lại cô Tí là khang trang rồi đó, yên ấm êm rồi đó ha. Hai bức tranh này thôi đập đi còn để đó làm chi nhỉ? Cái người mất thì đã mất rồi hả? Cái người mất thì đã mất rồi, hạnh phúc rồi đã không còn, bây giờ còn giữ làm chi nữa hả? Hai bức tranh đó bà cho đặt không quan trọng. Không có để dữ quá. Mai mốt thì sáng qua đem đi đốt. Đốt mấy cái kiến đó đâu được. Hai hai chồng tan rã hết trơn rồi. Tan rã mà chồng còn chết rồi. Ông trăm năm hạnh phúc đấy. Cặp cái kiến, đập cái kiến bỏ đem xuống ở dưới ngay. Để rồi mấy bức tranh này đốt, ông tính rồi. Nó không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa. Để ông ba ông cũng nói là gia đình hạnh phúc có hạnh phúc đâu, tan giả rồi để làm gì, đốt luôn. Ba nói trái ngược trơn ha. Đúng rồi. Trái ngược cái chữ đó à, cặp chim mà cặp chim bây giờ nó tan hết trơn rồi còn đâu nữa. Gặp cái nhà mà chỗ ở trên chợ cái đâu vậy anh không? Cái nhà để ngôi nhà hạnh phúc mà gặp ai ở đâu? Đóng cửa bông hoang không? Mà hoang không à. Trái ngược xây cái đó đó ngoài ra đó đó xây lên cao đó. Xây lên cao chị trên cao mà lên mấy cao. Để mấy lũ mấy cái nó giặt cái đó được à, che lại hả? Che dần, chỗ đó là dần thay vì mình dần mình không dần mình không dần to nhưng mà xe gạch luôn hết luôn, xe nó gạch cho hết. Yeah. Mình xây cho nó hấp cho nó kính cao luôn. Chẳng chọn cái mình làm đó, cái thềm, cái đường, cái thềm đó hả? Xây tường lên luôn. Ừ. Nó bọc đập bọc nó lại ha. Thế vậy là cái máy sau đâu cần nữa đó. Ừ. Mới vậy. Cái máy đó là hả đâu cần nữa đâu. À, mình che tôn ra nữa chứ. Mua ừ, tôn che ra chứ. Che giáp lại này luôn hả chị? Ừ. Là máy nghe bây giặt nó đưa ra đó. Xem thay gì. Còn còn ấy cái khúc bếp lại cho nó một cái. Phải xi măng gọn lại thiếu nữa hả? Sáu bao nó đủ mà. Thiếu hai ba bao gì vậy? Không thiếu đâu. Tôi nói bên Thu bị tiết giáp. Tuyến giáp, u tuyến giáp. Ảnh hưởng tim mạch. Người ta nói ảnh hưởng tại cái môi nó thâm mép à. Thu á, môi nó tái mép à. Nó không bình thường. Không, trong người nó không có được khỏe mạnh. Nó này phải đi khám rồi. Nhưng mà khoa khám thời buổi này ai dám đi đây? Bệnh viện nó có mở ra đi. Đi giờ báo nó nữa. Vô trọng cái nó cách ly luôn. Cách ly luôn. Mình đó. Báo nó tội nghiệp đó. Tội nghiệp. Phải qua cái này mới được. Thằng nhóc nó thấy. Thấy không nè. Cái thôi thì thương bao nhiêu mà nhóc thấy không được rồi. Ai đâu cũng nói. Mỗi lần mà khi mà kêu nó quay là nó có tập trùng xuống à. Nó rút đi rồi nó cưng cưng lên nhưng mà. Vậy đó. Không được rồi. Nhưng còn cả. Thằng nhóc này thấy mất quá. Nó còn nhỏ xíu. Nó chưa có hiểu chuyện, chưa biết gì cho. Ăn xà có nè, không có lạc chà bông hả chị hả? Lạc nổi. Mấy ngày? 3 ngày. 3 ngày rồi ha. Ừ. Cứ nghe khán giả cứ kêu mình đi phải vô, mỗi lần mình vô là mình ôm á, mình dạy dỗ đó là mà nó cũng vào qua ngày mai nó lại quên. Chơi gì hả? Cái bữa bông á chị nói là gì coi nó không có nở nhiều cho. Thế hả? Dạ. Bông nó nở nó bự nó mới đẹp. Bởi vì em đâu có đem qua cúng đâu cho nên em mới mua bông á. Ừ. Thấy không? Chân Bồ Tát từ bữa giờ bao nhiêu ngày bao cái bình bông còn tươi nguyên thế không? Bình bông Phật đó. Chân từ bữa ấy giờ mấy ngày rồi? Hôm nay mới 4 ngày. Ừ. Nhoi, có tí nhoi quá. Tràn rồi á. Ừ. Rồi làm khác thứ mấy? Thứ 7. Thứ 7, chăn bữa thứ 7. Bữa nay thứ mấy? Bữa nay thứ 5 rồi. Mà thứ 6, mốt, thứ 7 rồi vô thắt rồi. Quay mau cái tình dữ vậy.
Bà vậy mấy hồi, mới đây là tháp này nó là 3 tầng rồi đó. Hồi gì? 4 3 mới có 2 tầng à. Ba, bà 4 Tí ơi, bà nội kêu Tí ơi. Tí, qua bà nội kêu rồi Tí ơi. Mẹ ăn hỏi nè mẹ. Tí đi qua bà nội kêu một chút. Nó kêu làm gì? Không biết. Không biết hả? Mình quay mình cũng phải đọc comment rồi, người ta comment người ta, ta nói gì. Con chết yêu con. Cái cô hồi nãy đó, cái cô hồi nãy mà nói chuyện đó, cô nói là đó dở à, cô nhà cũng có người tu xuất gia mấy người luôn. Ba mẹ là cũng có giống như là có quy y, mất là cũng về cõi Phật hết rồi. Mà từ cái bữa mà coi cái clip của mình á, rồi bả điện thoại cho mình, bả nói làm bàn Phật mới lại bả thấy tội nghiệp, thấy mấy đứa bé khóc, bả coi bả khóc hoài đó. Cái bà ngủ, bả ngủ bả thấy, bà thấy vong về, bà nói mình chắc hồi nãy đông người bà không nói đó, bà nói cho Minh nghe nè, dạ. Cô nói cho con nghe, tại vì khi mà cô coi cái clip cô Hai nói lên vậy đó, nói là chí về chí nhờ và báo cảm ơn mọi người vậy đó, dạ. Cô mới nghĩ cái đó là vậy là vong